Carbon khử đồng hai oxit. Hơ nóng đều ống nghiệm được đậy bằng nút cao su, có ống dẫn khí xuyên qua. Đầu ra của ống dẫn khí được nhúng trong một cốc nước vôi trong. Sau đó, đun tập trung tại vị trí chứa bột đồng hai oxit và than. Quan sát hiện tượng xảy ra trong cốc và vị trí chứa hóa chất trong ống nghiệm. Giải thích: